Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em nha. Rồi thì tiếp tục chương trình của chiều ngày hôm nay. Thì không biết quay gì hết, em ram trắng khúc luôn anh em ơi. Đấy, giờ em ram quốc cái đống này. Với lại cái đống kia, cái đống này, nói chung là quay tới đâu hay tới đó anh em. Thì hàng ngày hôm nay thì toàn bộ là sử dụng điện 100 anh em. Thì trong đó có con nào điện 220, 3 phao, cái gì đó thì em sẽ báo riêng anh em nha. Đó, thì báo riêng con đó, còn nếu mà em không có báo thì nó sẽ là điện 100V. Và hàng sống, hàng chạy, hàng không chạy tùm lum hết anh em. Nói chung là hàng này em chưa có đụng chạm cho nó. Có nhiều con em test sóng này cũng dục vô con đó luôn. Thì một lát nữa em sẽ quay qua, thì anh em thấy ưng ý con nào thì giờ xài luôn cũng có, mà giờ dọn lại cũng có. Nói chung anh em thầy thợ cũng có, anh em mua xài luôn thì cũng có luôn đó. Thì hình thức mua bán bên em thì nó là trên 150 thì em bao ship, còn dưới 150 thì anh em cộng 30k tiền ship vô giúp em ha. Đấy đó, còn trên 150 thì em bao ship cho anh em và xài điện 100V đó, nó còn nằm tùm lum từ lưa đây anh em. Đấy rồi, cái này thì còn gì nữa ta, thì hàng bên em thì có một cái mã số khác nhau anh em. Anh em nhìn kỹ cái mã số xong rồi anh em gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 50k trở lên, và đơn lớn thì anh em cọc trước giúp em là 30%, còn lại em sẽ gửi về đến nhà. Khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn em. Anh em đừng có nhận nha, nhận xong thì em không có giải quyết được đâu anh em ha. Đấy rồi, cái này thì còn gì nữa không ta, để em giới thiệu cho kỹ chút đó. Cái này sống chết tùm lum hết anh em nha. Thì cái này con anh em nào biết dọn máy á, thì lấy mấy con mà nó không chạy thì nó rẻ tiền hơn á, trên giá trái chai thôi, còn con nào chạy thì nó sẽ cao tiền hơn. Đấy thì anh em nghiên cứu kỹ giúp em ha. Đó thì em sẽ quay hơi lâu kỹ tí xíu cho anh em xem nha. Đấy, đây đó, hàng bên em thì con này đóng ngày hôm nay đóng đi cũng khá là nhiều anh em, hơn 100 đơn đây anh em. Đấy bên này đó, bên kia nữa anh em. Đấy, rất là nhiều. Đấy rồi, cái này giờ em sẽ quay từng cái một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, con đầu tiên đây anh em. Đây, nhắc lại anh em, trên ship 30k đơn, trên 150 bao ship anh em ha. Ngày 15 tháng 4 năm 2024. Đấy. Rồi tiếp tục chương trình của Di Cá thì sẽ là một con bu lông. Dây hơi em không có test ra tới đây đâu anh em nha. Quay em còn xa lắm, nhưng mà con này em bán theo giá chết luôn nè. Đấy, bán theo giá chết luôn nha. Anh em giờ dọn ha. Đây, đầu của nó là đầu 1 in. Đấy, đầu 1 in nha. Quay ra quay vô được. Công tắc của nó thì đây, hình như mất cái cọ sao á, mất cái miếng diện này nè. Đấy, đây đảo qua đảo lại được anh em nha. Đấy, ốc yếu cùng rin rét anh em ơi, em không có đụng chạm gì cho nó đâu nha. Qua đây còn ok nè. Đấy, điều cái này thì nó hơi ngắn, con này thì cái đồn nó ngắn anh em nha, cái đồn của nó ngắn à, ngắn ngủ à. Đây 34 đó, còn ngắn ngủ 34 anh em nha. Tổng chiều dài nó là 34, còn chiều ngang thì 13 đấy, à 12 chứ, ở đây thôi 12. Rồi, mã đầu tiên, mã 200, giá của em nó là 700k bao ship anh em nha, vô quota đó, vô quota. Đấy, đầu cổ đó chung thì chỉ có cái công tắc là nó như thế này thôi, còn lại thì ok nè. Đấy, đầu dặn cũng ok luôn. Rồi 700k mã 200, 700k luôn đó. Rồi con mấy súng hơi đinh gì đây nè. Đấy, ba súng đinh nha, con này bị gãy là bán như chai đi. Đây ba con anh em, ba con này em để cho anh em 150k bao ship cho anh em luôn nha. Đấy, em bán đinh gì anh em, bán đây đinh mát, đinh u gì đây. Đó, đinh u nhỏ anh em ơi. Đây u nhỏ nha. U nhưng mà u nhỏ. Đấy. Rồi. Còn cái này mất không có ai quan. Đấy, u nhỏ. Cái này cái mát hình thẳng hay sao ạ? Đấy, rồi. 150 nè. Đó. 201. 201 150k luôn em ơi. Đó, sát luôn em nha. Anh em về tự test giúp em ha. Rồi hết rồi. Đồ hơi có nhiêu đó thôi nè. Rồi. 202. Đấy,
202 con này, mấy cái này gỡ dây em để nó rồi biết luôn em ơi. Coi cục dây lại thử coi. Hai không hai điếc luôn em. Rồi chạy nè. Rồi. Bơm xíu chạy luôn. Đó. Chạy ok luôn em nè, có điều tốc luôn nè. Rồi điếc luôn rồi. Hay do fit. Từ từ để chỉnh đường dây điện lại em ơi. Do fit ạ. Do dây máy. Hay là do dây máy. Thử test cái khác nữa. Cái khác rồi. Vậy là do còn dây máy hoặc là do cái con máy này nó bị mát gì hôm nay anh em nha. Đấy, bú rồi ta. Nãy giờ em bóp anh em chạy, nó chạy thì anh em cũng thấy rồi đó. Đấy. Tại máy trong này em xả ra xong em tắp lên anh em. Đó, lụm cái hàng mắc tiền, hàng ngon vô bán hết rồi. Rồi còn mấy cái hàng ba cái hàng linh tinh này. Đó, nè chạy nè, do con dây anh em. Rồi. Thì con này mát anh em ơi, xác cho anh em luôn. Rồi, một sĩ. Ok chưa anh em nha. Đấy, có điều tóc luôn nè, xác luôn anh em nha, ghi chữ xác cho luôn nè. Đấy, anh em giờ dọn lại nha. Chứ con này anh em giờ mà mua về xài luôn thì không có đâu anh em nha. Nó bị mát đây nè. Rồi, cái nào nó ra cái nấy anh em. Hai thì hai. Một sĩ. Con này châu đốc này nặng dưới. Con này thì mấy anh em nào trên 70 kg thì lấy rồi anh em nha. Còn anh em nào dưới 70 kg đừng lấy anh em, 5 kg nặng lắm. Nó chạy nháo rồi nó nặng giả mang luôn á. Anh em nào mà năm mấy ký như em mà dắt này đi là hết cơm ấy. Chạy ok luôn, mấy cái đời này là đời cổ mà. Đời cổ, nhưng mà nó rất là to, hàng SDK nè anh em. SDK, hàng này nó có điện 220 á. Ở đây 100V. Hàng SDK con này là 150W. Đấy. Rồi, con này to lắm anh em nha. Chạy ok, im ru, im nhít, im nhịp luôn. Rồi, 300. 203. 300k anh em nha. Con này nó nặng 5kg luôn. Đấy, 300. Rồi. Con này sao nó có dây điện gì ở đây ta? Con này hàng của sản xuất tại Trung Quốc, điện 100V, 700W luôn. Chạy không? Rồi, điếc anh em. Mấy con này tháo này ra em, coi thử nó có bị gì không? Thì nó có thang mất thang gì không đó cho nó. Đây, kéo ruột ra cho anh em coi luôn. Nãy con này giờ dọn ok nè anh em. Đấy, kéo ruột này anh em thấy không, mất thang rồi đây nè, mất thang rồi anh em nha. Đó, rồi đâu chán lên em. SK11, con này hàng SK11 204. Rồi 70 là không bao ship đâu anh em nha. Anh em dùng đơn giùm em ha. 204 70. Này con này chạy nè, 205. Ok luôn nè. Đó, 205, con này chạy ok nha. Đầu kẹp 5 ly. Đấy. 205 con này 100. 100k anh em, 205 100. Rồi 206. Điện máy lớn em. Rồi con đánh bóng ô tô này luôn anh em. Chạy ok anh em ha. Rồi 206 con này 200 anh em nha. 206 200. Rồi 206 200. Rút dây điện à. Con này con rút lõi bê tông. Con này điện 220. Này rút lỗi bê tông điện 220 anh em nha. Chạy mỏi không? Thang nằm chỗ nào? Con này điện 220V nè anh em, điện rinh nè, hàng của Kaki. Đấy. Điện 220V 2300W. Này thiếu mất cái chân này anh em ơi. Đấy, con này thiếu mất cái chân mấy ký đi em. Này nó có điều tóc này anh em nha. Đây. Đó, nó có cái điều tóc này luôn mấy ký. Con này. 10 ký. Rồi,
để cho anh em con này cái xác luôn. Rồi mã 207. 207. Điện Rin 220 anh em nha. Con này điện 220, gắm vô điện 110 này, em gắm vô không chạy nè. Đó, ok, còn Rin hết anh em nha. Rồi. Cái xác này cho anh em là 650 anh em nha. Anh em về tự dọn nha. Điện Rin 220 anh em ơi. Đó. Kaki gì đây? Đây, anh em về tự dọn giúp em nha. Nó là một con khôn rút lõi bê tông. Rồi, tổng chiều dài của em nó là 55 anh em nha. Tổng chiều dài của em nó là 55. Còn cái chân này thì chân giờ đứng rồi. Thấy không nè? 4 cm anh em nha. Cái này là 4 cm. Còn cái này thì vuông luôn anh em nha. Vuông 4. Vuông 4. Rồi. 220, điện 220. Rồi, 207. Đi vô luôn. Rồi, 207, 650. Rồi, con này là con rút lõi bê tông 208. 208. Đấy. Từ từ cái này nó quay nè em ơi. Rồi dừng đứng lên cái này nó quay. Con này công tắc á, thì anh em nhấn vô cái là tự nó bật lên, anh em giờ vệ sinh lại công tắc nè. Con này là con Shibura thì em nó là hơi có lượng tí xíu siêu thôi nha. Đấy, một cái chân này quay lên quay xuống không có cái đầu quay anh em. Con này không có cái đầu quay lên quay xuống nè. Đấy, nó không có cái này quay lên quay xuống. Rồi, em này mã 208. Quay lên thử. À, quay lên nhẹ nhàng anh em nha. Chỉ thiếu cái thôi. À, chỉ thiếu cái tay quay thôi, quay lên quay xuống nhẹ nhàng luôn. Rồi, ok được rồi. Rồi con này 1.200.000 bao ship anh em nha. 1.200.000. Một con khôn rút lõi. Rồi để đọc một chút nha. Là 1200W đây. Đấy, 1200W 9.000 vòng điện 100. Rồi đợi cái chân của em nó dài 57 558 anh em nha. Tổng cái chân dài 58. Đấy, rồi mã 208, 1.200.000 hàng của Shibura. Ok đi luôn ha. Rồi con này 209. Con này gắm vô hình như là nó kêu nó kêu tiếng mấy cái. Ghi xuống cái nhiều này. Con ghi luôn. Nó kêu e thôi. Never lie gì đây. Nó kêu e thôi mà không biết nó là máy gì này nha. Nó rung thôi anh em nha, nó không có chạy, nó rung thôi. 209. Rồi. Cái này 209. 250 cho anh em về nghiên cứu em yêu học nha, 209 250. Thì cái này 24 nè. Này là 13 5. Đó. Chiều cao của ảnh là 18 năm. Đó. 18 năm. Rồi cái này nó rung thôi anh em nha. Rồi 6 kg nè, mà là 209 250 luôn. 250. Con này 210 gì vậy ta? Này con này có điều tóc anh em nha. Con này có điều tóc nè, hơi có lửa một tí bù lông. Ủa, cái búa nhỏ nhỏ anh đặt ra này là dính đây đâu rồi, này nó hàng dính luôn rồi, này nó hàng dính luôn anh em nha. Đây là giờ anh em dặn cái đầu này luôn rồi nè. Đó, nó bị dính đây luôn rồi, giờ anh em dặn cái đầu này luôn, chắc nối dài là thêm lý nè. Rồi
Rồi con bu lông này mã 210 rồi, con này để cho anh em 230 đi. Đấy, anh em giờ xử lý cái đầu nha. Cái đầu này thì nó là như thế này. Đấy, cái đầu là như thế này, xử lý cái đầu anh em ơi. 210 230. Rồi con này 211. Cái này là cái ống gì anh em ơi, nó còn nguyên bọc đây nè. Để em xé ra cho anh em coi không biết cái ống gì luôn. Rồi đây. Ủa cái ống gì, ống tròn gì đây ta? Không có cái đầu. Này nó đợi số là 10 trừ 250. 3 đôi, đấy gì em không biết ống gì luôn anh em. Ủa, à, đây đây đây, 1 2 3 4 5. 5 cộng 1 2 3 4 5. Cao su anh em, không biết nó xài vô cái gì. Rồi. Sao đây ta? Trong nó rỗng không biết gì luôn á. 2 4 5 cộng 50 anh em ơi. Anh em thích nghiên cứu thì bây giờ anh em cái ống này thì em chịu thua luôn á. Biết lên tư vấn thôi. Rồi bảo bị rồi. Rồi cái này thì nó mới tin anh em. 50. Rồi 211 50. Rồi ngồi tiếp dây đi. Tiếp dây quấn dây nó ra chứ. Quấn này ra để nó tự động đấy. Con nào có dây đưa. Con này cái motor này nó còn sáng nè anh em. Công tắc đây thôi. Này cũng phun nước nóng á. HOO2 1200W nè. Nhưng mà mất công tắc nè. Mất cái miếng này luôn. Còn mấy bình không? Còn mấy bình đưa ra hết luôn, mấy bình luôn cho anh em lấy về. Đấy, rồi cái cục này em để cho anh em là 80k anh em nha. Đấy, 80 cộng dây điện cũng rất là ok luôn nè. Lên đèn nha, không bao gì đâu anh em nha. Chỉ bao lên đèn thôi. Đó. Rồi mã 212 80 anh em nha, 212 80k. Rồi 213. Con này nó mới đủ đồ nè anh em. 213 con này đủ đồ. Lên đèn luôn em nha. Đó, con này lên đèn nè. Bấm lên đèn. Đấy. Công tắc bấm ok luôn. Đây. Nó là phun nước nóng anh em nha. Rồi con này để cho anh em 150k. Đấy, đủ đồ. Thiếu mất cái nóc trên nhưng mà phúc phần dưới là ok anh em nha. Rồi 150 luôn. 213 150 đấy. Không vội hàng em, không vội xin đâu anh em nha. Cảm ơn. Gắm công tắc luôn. Rồi biết anh em ơi. Con này thằng lỏng. Rồi điếc rồi anh em nha, con này điếc. Hình thức còn rất là đẹp luôn nhưng mà điếc. Đấy. Không chạy. 760W. Rồi. Em này 24. Rồi để cho anh em 130. Đấy, 130 Hitachi. Đít nhựa anh em nha. Đấy. Cốt nhông quay ok luôn nè. 214 130 luôn. Rồi 215. Té cái tay ngay này không chạy luôn. Kiếm con nào tiếp lại cái. À, con này không chạy luôn em. Tới 66 này nè. Rồi xác luôn cho anh em luôn. Rồi cộng dây điện ai rút rồi. Có điện em ơi, có điện. Để anh em test lại cộng điện. Tại vì dây điện trước trong nhà kéo ra, nhiều khi anh em đi đá, đá qua đá lại. Để một cái máy sẵn. Đây nè, có điện. Có. Hai con này sống à. Còn con này nó không chạy nè. Rồi. Cái này thì anh em giờ lấy phụ tùng cũng được anh em ơi. Rồi để cho anh em con này
50. Đấy, mã gì ta? 215. 215. Rồi 50 luôn em nha. Đấy, nó tét tét anh em giờ lấy phụ tùng anh em dọn nhé. 215 50. Còn con này là con gì đây nè? Cắm vô chạy vui lắm. Nó chạy giật 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 cho anh em. Nó chạy luôn à. Đó, nè. Đấy, nó chạy nè anh em. Nó chạy im ru à. Đảo chiều. Ờ nó chạy có một chiều à, sao hai. Bấm cái nào nó cũng chạy hết. Mà chạy giật 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 nha. Điện 100V Martin Gia Băng. Ở giờ nó chạy đè cái này vô phát là chạy luôn rồi nè. Mà mình như bị thiếu cái gì cái này nè. Rồi em yêu khoa học đi. Này 216. Rồi 50. Nó máy chạy anh em giờ độ chế anh em đột nha, điện 100V đó. Rồi con này xăng bình. 217. Có điện rồi nè. Được rồi đó. Cái này vậy. Có lửa này nha, đây nè. Đó, có lửa. Đặt lên 12 rồi. Rồi. Có lửa này nè, đó, lửa cũng mạnh lắm. Đây, rồi ok luôn. Sạc bình battery charger 6V 12V, mất một cái đầu kẹp. À, con này 217. Rồi 217, con này mất một cái đầu kẹp 200 anh em nha. Đó, 200k, 6 12V, đó, một cái sạc bình. Rồi 27 200. Con này 218. Con này không chạy anh em nha, đó, không chạy nè. Tốt thì quay được nhưng mà nó không chạy. Đây. Nó không chạy anh em nha. Hư công tắc hay là hư cái gì đó. Đấy, không chạy. Thì bán theo không chạy. Con này điện 100V. 180W. Đây, cái này nó ốc này lỏng lỏng nè. Này nó lỏng lỏng nè. Đấy, còn ốc nè, bên này còn nè anh em nha. Này nó cũng sụp thịt luôn nè. Đấy. Rồi con này không chạy. Rồi con này để cho anh em sát 500k luôn. Đó. Nặng anh em nha, con này 180W, nặng lắm, 10 kg lực 500k bao ship cho anh em 218 500. Rồi con này 219. Hitachi, con này như có điều tóc hay sao á, đây nè. Đấy. Không rửa mấy cái này ra anh em nha. Đấy. Ốc ít uổng còn nghiêm, cái này quay được nè. Quay được anh em nha. Rồi, cái này sát luôn. Này con này có điều tóc anh em. 450 nha. Đấy. Dây điện này ngắn. Công tắc nằm ngay đây. Con này là con Hitachi Cyber 12VA2. Đấy, hình như có điều tóc ngay đây anh em nha, có đèn. Rồi có đèn luôn nè. Đó, công tắc đèn. Rồi con này 450k 219, sát anh em về tự dọn nha. Đấy, em bán sát luôn, em không có bao sóng luôn em ơi. Rồi 219, 450 luôn. Rồi con này 220 300. Rồi 220 của đời ô tô vậy đây nè. Đấy. 300k nha. 220 300. Này cũ đời ô tô. Đấy, nặng 5 kg nè. 220 300. Rồi con này 221. Đúng rồi. Công tắc này nó cứng ngắc bóp không được luôn em à. Đây nè. Công tắc nó cứng ngắc là bóp không được luôn. Đấy. Bóp không được. Rau. Rồi để cho anh em cái này, con này là con đục mộng vuông anh em á, đục mộng vuông đây nè. Để em đòi.
cái tổng tổng chiều dài nó lên xuống như thế này là 63 này em nha. Rồi con này để cho anh em 650k. Mã 221. 221 650k dành cho em nó luôn. Mã 221 650 nè ha. 650k. Con này 222 thì một con mấy con. Dạ. Cắm gì điện em. Này nó không chạy anh em nha. Này điếc rồi. Có đảo chiều luôn, 350W có đảo chiều anh em ơi, nó không chạy. Nhất rồi. Từ từ nó không chạy anh em ơi. Gõ nó vài cái nó lại chạy à. Đó, đó. Đó. Đó, đó, chạy nè, đấy, ok. Không biết rồi. Đấy, có đảo chiều luôn anh em nha. Con này. Dây điện thì cũng rất là dài luôn nè. Chạy bắt mát anh em. Tại tụi nó cũng đấu dây điện rồi nè. Đấu dây điện vô là nó sẽ chạy chứ. Nhưng mà bị mát mát rồi thôi, bán sát luôn cho anh em về dọn nha, chạy. Nó mới chạy rồi, đứng rồi, rồi sát luôn. 222. Dây điện cũng khá là dài luôn em nha, đây nè, rất là dài luôn. 222. Rồi để cho anh em 130k cho anh em dùng đó. Đấy, 222 130. Đó dây điện đấu vô dài lắm nè. Tại quay vào đây thì chưa có chuẩn bị trước cho nên là quay nó hơi chậm hơi lâu anh em nha. Đó, này có bú nè. Đấy. Kiếm cái miếng sắt nha. Này nó không có đảo chiều đâu anh em nha, nhưng mà nó có búa, nó không có đảo chiều nhưng mà có búa. Bót điện 100V. Đấy. Con thường và con búa. Đấy, nó có đảo chiều thôi nè. À, nó không có đảo chiều anh em nha, nhưng mà nó có điều bắt hai nóc nè. Nóc 1, nóc 2 nè. Rồi bót. Rồi con này 223. 170 anh em nha, anh em về vệ sinh lại nha. Đấy, đầu cứng luôn nè. Con này tháo ra vệ sinh là hết nè. Mã 223 170k bao ship bot. Đó. Con này 224. Ngồi tức gì vậy? Con này điện 100V, có điều tóc ngay tay ngay đây. Này đánh bột anh em nha. Đó, 100V có điều tóc đánh bột gắn gắn gắn. Con này có điều tóc nè. Rồi em này thì mã 224. 224 chạy em ru luôn anh em nha. Bây giờ anh em đấu cộng dây điện vô là anh em bỏ cần đánh bột vô ở hai cái tay này. Đó. Rồi cái này để cho anh em 230k có điều tóc nha. Mã 224 230 luôn. Rồi con này 225, con gì đây nè. 225. Có con lăng gì đây nè. Đó. Bằng chạy bằng dây cô ro sao có con lăng gì đây. Rồi dây điện ngắn lắm anh em nha, không tắt thì bóp được nè. Rồi 225. Rồi 120 anh em nha. Đó, sát 120 luôn. 225 da băng hình đóng nè, nặng 225 120 luôn. Con này điện 220 em nè. Con này điện 220. Bỏ điện 220 chạy nè. Rồi ok được rồi. Đây. Nó là điện Rin 200V anh em nha, hàng của Kia gì đây, y như cái nhãn hiệu con hồi nãy luôn á.
1330W điện Rin 200V, em đang test điện 100V đây nè. Đó. Rồi, cái cây này mày nãy mấy ký? 6 kg. Nặng 6 kg là làm rất là dài em. Kéo em. Cái làm của ảnh là dài 80 luôn em nha. Đó, tổng con máy là dài 1m2. Tổng máy là dài 1m2, làm dài 80. Đấy. Rồi con này mã 226. Rồi 400k dành cho em nó luôn. Đó, điện 220 đó, 200V về gắn 220W anh em ha. Đó, rồi, mã 226, 400 giờ vệ sinh là hết rồi quốc anh em. Đấy. Đây có tay nắm luôn. Rồi ok đi em. Rồi 227 con này lưỡi có miếng chặt đè. Điều không có miếng kate thôi, cái lưỡi thì cũng cùng luôn à. Đây, cái lưỡi nó cũng cùng luôn rồi anh em nha. Đây nè. Đâu? Đúng rồi, lưỡi nó mẻ hơi nhiều anh em, mẻ quá nhiều luôn. Đấy, rồi con này. Anh em giờ thay lưỡi anh em nha. Rồi. 227. 227. Rồi con này 13 kg. Rồi con này để cho anh em Đấy, con này lưỡi 380 1350W. Đấy, rồi 227 600k anh em, chạy như ok rồi, không có miếng cà tê anh em nha. Rồi 228. Rồi con này thì một cái bình dầu ở đây. Đấy. Bị móp cái bình dầu ngay đây anh em nha. Đó, bị móp cái bình dầu ngay đây. Còn motor là còn ở trên. Dây ống thủy lực đây. Dây ống thủy lực đây này nha. Đó. Đai mày này nặng lắm. Sờ ben nữa anh. Đây, bị mớp miếng ở đây nè nha. Rồi, cục này 700 anh em nha. Đó. 228 700k. Đó, nó có một ống dây thủy lực gì đây, em không biết mấy gì. Đấy, xác luôn cho anh em về dọn ha. Trước rồi. Này 27. Đấy. Còn bên này tao qua tới đây cũng là 26. Rồi ok, 228 700 luôn. Rồi điếc luôn rồi. Này mất lưỡi anh em à, điếc luôn, không chạy. Không có đồ kẹp lưỡi luôn. Rồi cái này để cho anh em 229. 229. Rồi 70. 229 70k anh em nha, 229 70 đó. Cảm ơn. Nhấn mạnh vô, nhấn mạnh vô. Dây nó không cho nó ăn rồi. Vừa ấy vừa cắt dây điện ra test cho anh em luôn. Cắt dây điện dài dài lên chút nữa. Rồi, con này không chạy luôn em nha. Rồi. Em này không chạy. 230. 230. Rồi 150k bao ship cho anh em luôn. Đấy. TV anh em về dọn lại nha, còn mấy con này. Rồi, con này 750W. Đấy, 230 150 luôn. Sấy mới khò anh em nha. Này mới khò. Đấy, mới khò. Rồi 231. Rồi 70. Đấy. Điếc anh em ơi. 70 231 70k luôn. Rồi đi luôn. Rồi cơ kiếm. Bao nhiêu em? 232. Điếc luôn.
đây luôn. Đấy. Rồi, ok. Này anh em giờ lấy phụ tùng luôn em nha. Đó. Bị gãy cái tay ngay đây. Rồi 232. 150 bao ship cho anh em luôn. Đấy, 232 ZR3050T. Đấy, tôi kiếm anh em. Này. Không chạy anh em nha, gắm vô là không chạy. Đấy. 232 150 luôn. Con này 670W điện 100V. Rồi điếc luôn. Đấy. Điếc luôn 70 anh em nha. 232. 232. 70 rồi ok luôn. 232 70. 233. Nguyên 70. Công tắc nằm đâu em? Thôi cục này bấy dây chai đi anh em ơi. Không biết công tắc nó nằm chỗ đâu, em cũng không biết tôi bắn như thế nào. Chụp đi. Chụp đi. Đưa em. Tiếp tục con máy bào. Lưỡi ok nha. Không mẻ. Dây rất dài. À, nó không chạy luôn ta. Sao đứa này rút gọn dây điện này rồi. Đưa con máy mày này 70 ngàn đưa nè. Rồi, nãy giờ em rút cộng dây điện nối này anh em ơi. Con này chạy ok nha. À, dây điện nè. Dây đây, đó. Hitachi lưỡi 136. Rồi con này thì để cho anh em mã 233. Này đời nó hơi cũ nha. 233 403. Đấy, 430k dành cho em nó luôn anh em ơi. Rồi 233 403. Rồi đi luôn em. Rồi còn con máy mày con 232 thử lại nó có chạy không. Rồi. Nó chạy nó cũng nẹt lửa nè. Rồi 70 ngàn luôn anh em nha. Đấy hồi nãy em gắm vô là nó không có bị. À quên em bị em rút cái dây nối này nè. Đó, nối qua tới bên dây bên này. Em rút á. Rồi để em sửa sang lại cái. Rồi 232 70. Rồi chạy luôn. Có đợi lưỡi luôn em nha. 233. 234. 234. Rồi con này 130 anh em nha, không bao ship anh em nha. Đó, 130 anh em dùng từ nha em, 234 130 RGB. Hơi cũ cũ thôi, hình thức còn này lâu sơ qua anh em nha. Đấy 234 130 luôn. Rồi con này điếc luôn. Rõ một cú em. Rõ mạnh lên sợ máy đâu hả? Đó. Bởi nhựa này nó không có bởi đâu mà. Rồi ok luôn. Điếc anh em nha. Rồi con này điếc để cho anh em 150 luôn. Không bú anh em nha, không bú đầu kẹp 13 ly 150 là bao ship rồi anh em nha. Mã 235. 235 150k. Rồi 235 150 luôn anh em ơi. Đó. Cắt chưa? Rồi có đảo chiều điều tốc đầy đủ. Này nó lưỡi nó cắt cái gì anh em nha. Nó này nói chung là một máy khôn thôi, máy khôn Makita. Đảo chiều điều tốc có. Em một cái khung nữa anh em nha. Cái khung này anh em về làm gì làm đồ chơi gì đây. Đấy. Khung này thì ba mấy anh em nha, 33 34 gì đó, dán lên đây. 40 đó. Rồi con này để cho anh em 236 dán lên. Rồi 236 208 luôn. Rồi 236 280k đi luôn.
Rồi 237. 237 con Fuji này. Hậu ơi dán lại cái bút cho em Vi đi hậu. Này dây hơi nó ra tới đây không? Kéo thử nó ra tới đây không em? Rồi con này 8 kg, đầu bù lông. Fuji. Em kéo dây hơi. Thôi khỏi đi em ơi, có mấy cái bãi dây chai cho anh em luôn. Rồi 320. Xác luôn nha anh em về dọn nha. 320k. Rồi, bán giá knock out luôn anh em. Đấy. Thoại tú. 237 320 knock out luôn anh em. Giá chết luôn anh em. Rồi 238 320 luôn. 320 bao ship anh em nha. 238 hai con như nhau. Đấy, anh em thích con nào lượm con đó đi anh em. Rồi hàng Fuji nha. Đó, công tắc bật được nè. Rồi 238 hàng Fuji rồi đi luôn nha. 238 220 320 chứ. Mấy cái sắt thì xuống nè. Rồi con này cái đầu nó bị vấn đề rồi. Máy chạy nên nha. Rồi giờ lấy phụ tùng luôn, cưa kiếm luôn. 239. 170 luôn cho anh em luôn. Đó, 239 170 luôn. Anh em về lấy phụ tùng nha. Đây. Đó, 239 173 luôn. Đây, cắt sắt cắt sắt tua chậm của Blackbot gì đây. Đấy. Con này móc tán đá anh em nha. Ốc thì có nè. Đó, không có tán đá. Đấy, không có tán đá, con này không có tán đá, đá 355 anh em nha. Con này đá 355. Thì đây 355. 1450W. 1250 vòng. Con này tua quá chậm luôn. Này đá 355, xài đá lớn. Chạy ok luôn em nha. Rồi, con này thì anh em đây lên xuống bình thường. Thì riêng con này nó chỉ là không có nắp chiến đá thôi. Đấy. Không có nắp chiến đá thôi nha. Golden Bass lưỡi 355 hình thức dở đến lên đây. Rất ok luôn, không bể không gãy gì đâu anh em nha. Rồi con này để cho anh em đá 355 2.200k. Đấy anh em mở lưỡi vô xài nha, 2.200 nha. Rồi mã 240. 240. 2.200k đó. 2.200 bao ship cho anh em nha. Mã 240 2.200. Rồi đi luôn. Rồi con này 241. 241. Rồi Ribi 241 120 luôn, chạy ok nha. Đó, 241 120 chạy ok luôn. Này này Ribi này giờ xài gia đình nha, 220W điện 100V. Đó. 241 220. À 120 chứ. Căng sức nẹt lửa luôn em. Rồi con này xác cho anh em mã 242. Xác này để cho anh em 100k cho anh em cho vui anh em nha. 242 100. Đấy, 242 100k luôn. Đấy, con này dồn của em, dồn nóng nóng luôn. Này đứng rồi. Biết. Đi kiếp. Đây qua đây. Lụm tụng nào bóc đó. Con cưa kiếm này chạy ok luôn, có điều tốc luôn anh em nha. Nhưng mà cái đầu này mất cái cử nè. Rồi Machita 243. 243. Rồi em này để cho anh em 207. Đấy, bao ship anh em nha. 243 207. Con này cắm điện thôi. Rồi con này gắm lên điện hàng cassette. Lên điện nha. Madichina 1500W điện 100V. Gắm thì nó lên điện lắm, còn biết nó ra nước gì hay không thôi. Đấy.
Rồi gắm bao cho anh em lên điện nha. Rồi có con này anh em về tự dọn lại giúp em ha. Đó. 244. Rồi 250 luôn. 244 250k dành cho em nó luôn. Rồi đi. Móc bánh xe bên này anh em nha. Đó, móc một bánh xe bên này. Gắm thì lên điện rồi. Con này gắm lên điện rồi. Có motor gì hôm nay anh em, mà máy phun nước gì đây nè, anh em có lấy phụ tùng này, đây cái vòi ống này nè, đó, mất bánh xe rồi, rồi 245, trăm 100k cho anh em về, nhìn túi yêu thật nha, chứ con em không chịu á, thùng hai cái. Ra anh em ơi, đó, hai cái này, một cái, hai cái. Đó, giờ đừng ốc vít thôi nè. Rồi hai em này đợi cho anh em. 246. Giờ cái này anh em lấy ra nha, đó, lấy cái này ra. Này tay vẫn còn nè. 246. Rồi 80, đấy, này xả hết cho anh em nè, 246 80. Rồi 247. Một cái thùng hồ. Đây thùng máy đục máy khôn gì đó anh em ơi, chấm rỗng à. Đó, 247. Rồi cục này 150 đây anh em. 247 150 nha. Rồi 247 150k luôn. Đó, 247 150. Đâu máy. Lại đây file rồi đó. Con này giác cái máy pin cho anh em, giác cái máy pin ra. Tú ơi, lấy cái pin, lấy cái máy test, lấy cái máy test ra. Con này cầm vui nè em ơi, đây nè, cầm vui bữa tâm nè. Test con trước đi anh rồi, ấy cái này. Được, con nào test trước đi em. Máy nào có dây điện á, đưa test trước đi. Chạy nè em ơi, đó, à, chạy đảo chiều nè. Chạy đảo chiều 248. Rồi 248, cái này 80k luôn em nha, 248 80 luôn. 248 80. Rung á, à, chạy nè. Đó, chạy nè nha, còn sống nha. Đấy. Rồi con nằm vừa bê tông này, rung còn sống. Em này 12V thôi. Rồi con này 249. 49. 320, đó, đập vừa bê tông. Máy sấy hay máy khò với mẹ tôi không? Ok luôn nha. Đấy. Không có dây điện thôi, 400W. Đấy. Rồi con này không có dây điện mã. 250. 250. Rồi 150k bao ship cho anh em ơi. Đấy. Mới tin hàng của Trung Quốc xuất ra anh em nha, chạy thì ok rồi. Rồi 250, 150 luôn. Con này 251. Con này nó là 630W nha, 630W dây điện dài. Dài ok luôn, rồi 251 200k luôn. 251 200. Rồi điếc luôn. Rồi con này điếc luôn em ơi. Rồi, con này điếc 252. Đi ra. Nó cắn em đi chưa?
Rồi con này 100k. Anh em về dọn nha, 252 cộng diện rất là dài luôn. Đó. 252 100k luôn. Để nó đi. Để nó đi đâu đi. Khó nhấn một tí rồi nè, nó chút xíu gãy luôn quá. Rồi 100.000 luôn, 253 100 luôn em nha, 253 100 luôn. Đấy, mấy cái 100 không bao ship luôn em nha. Đấy, rồi dùng đơn đi anh em ơi. Rồi 125W luôn. Này đầu cổ ra vô không được nè, hơi rơi tí xíu nhẹ nè, báo điều tóc nha. Dây điện rất là dài mà dây cũng có quấn băng keo rồi. Rồi 254 108 luôn đó, 254 180k luôn nha, 254 108 luôn. Rồi con này đầu kẹp 13 ly thì đó, ra vô đường anh em, có bú đây. Có bú mà mất bú rồi anh em. Có bú mà mất bú rồi. Rồi con này chạy nè, rồi để cho anh em 150 luôn đi. 255. Rồi 150k, đây dây điện đó, chạy anh em ơi, đó 150 luôn. Rồi con này bị điếc bị tét này nè, đầu kẹp 13 ly. Đầu cứng ngắc luôn em ơi. Đấy, dây điện nó cũng quấn 66 luôn. Máy to này nha, con này dạng máy to này. 256. Rồi 256 100 anh em thầy thợ về dọn rồi nha. Nó bị tét tét cái này miếng nè, máy không chạy. Đấy. Sát lớn, đầu kẹp 13. Rồi 256. Con này gãy nút đảo chiều nữa nè. Đấy. Điều tóc có, gãy nút đảo chiều. 256 100k luôn. Cắt cỏ nè em ơi. Rồi cắt cỏ này 220 luôn. Con này 257. 220k luôn. Đấy, 257 202 luôn. Rồi con này. Rồi 258. 108 luôn. 258 180k luôn. Đó. Rồi con này 259. Con này đá 355 luôn em nha. Đó, con này đá 355 luôn. Ôi tô kẹp có đầy đủ đây. Đấy, ôi tô kẹp có đầy đủ. Rồi bỏ bể dỡ đít lên. Đây, dỡ đít lên. Đít nó thì ok luôn em nha. Đấy. Cái con này hình như là một hãng với lại con nãy nè. Ốc ít có đầy đủ nha. Bán đây. Điều như con này nó bởi cái nhanh hay bởi cái gì đây anh em ơi. Đó. Quay kêu rột nè. Tết máy nè. Có thắng nè. Sơ sơ tới. Anh em nghe anh em cũng biết em không có tháo đâu. Có
một tháng. Rồi 1.300.000 anh em về tự dọn lại giúp em nha. Đấy. 259 1.300.000. Rồi ok, đá 355 anh em nha. Đấy con này thì đá 35 hiệu của Lubat gì đây. Nói chung là nó đầy đủ luôn. Nó chỉ kêu nghe khúc này thôi. Đấy. Em không tháo ra coi đâu anh em nha. Đấy. Rồi ok luôn. 259 1.300.000. Rồi 260. Con này dài tắt tầm hơn 1 mét. Rồi ok luôn. Chạy ok luôn nha. Con này mấy ký ta? Con này 15. Rồi con này dài hơn 1 mét nè anh em. Đó, rồi để cho anh em con này 250 luôn. Đó 250k. Đó 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 lại em đo. Mốt rồi. 260 250k. Rồi rồi, nó bắt đúng này rồi. Chạy anh em nha, con này anh em giờ dọn thêm ha. Đó rồi, cái này thì cũng 250 luôn anh em nha, hết số quách luôn rồi. Đấy, bán đây vàng 1m1 này. Đấy. Mã 261 rồi, 250k luôn đó. Mã 261 250 luôn em ơi. Rồi đi luôn. Rồi tiếp tục, còn đây còn con nữa này, nãy quen con đúng không? Con này nó cũng ở đây, nó không có công tắc ở đây, cũng có đèn ở đây mà nó dính đèn dính xi măng rồi anh em. Này này quay được một cái, quay đường cái cứng anh em nha. Đó, nó là cưa vòng nó là như vậy. Đấy. Rồi sát con này luôn. Đấy, dây điện rồi. Đâu rồi, test được không? Test được, cứ test. Rồi điếc anh em nha. Rồi điếc luôn. Đấy. Rồi con này xác 350 luôn em nha. Đấy, anh em về dọn lại nha, xác 350. Mã nhiêu? 262 350 luôn. Rồi 262 350 luôn. Này cái đèn gì vậy? Sáng rồi. Con tắt. Rồi led này led Lusubu rồi anh em ơi. Rồi cái này để cho anh em 263 rồi 60k luôn anh em về nghiên cứu nha. Led này gắm điện vô là điếc luôn rồi, không sáng luôn. 263 60k luôn. Ok luôn nha, có điều tóc anh em giờ chỉ cần đấu dây vô và xin lại phát là quốc thôi. Đây, kẹp nhám có đầy đủ. Ethetman, con này 150W. 264. Rồi 264 150k luôn. Đó, 264 150 luôn.
đầu này ra vô được tí xíu thôi anh em nha. Con này chạy khỏe 250W đấy, con này chạy bao khỏe luôn, hơi có lửa chút xíu anh em nha. Rồi 260 rồi con này 150k luôn đấy, con này công suất lớn nha, 265 150 luôn. 1050W 0800. Rồi kẹt luôn em. Con này kẹt rung rung thôi nha, con này 0810. Rồi kẹt. Rồi xác con này nha. Hình thức nó cũng còn ok lắm, đừng mất cái tem ngay đây. Rồi. 450 anh em nha, xác luôn. 0810. Đấy, con này anh em giờ dọn lại. Đấy, một là dọn hai quán 220 là vô tư luôn đấy. Con này 266 450k luôn. Rồi con này này vừa xài pin vừa xài điện hả? Ở bên nhà xe điện á, gắn điện luôn. Thử đi. Cháy bỏ gì đâu mà. À, cháy thiệt. Đế lại máy nè, qua thử nó còn chạy không ha. Gắm gắm điện lại không quên nữa. Rồi. Cháy cục này rồi anh em ơi. Rồi con này nó 12V hay sao á. Nè, QH12 đời sơi nè anh em. Đấy. QH12 đời sơi, con này chạy ok, đảo chiều ok nha. Rồi. Lên mã luôn. Gắn vô ra anh em, giờ làm gì anh em làm nha. Đó. 267. Cái cục này cháy rồi nè. Kìa. 267. Rồi, 150k bao ship luôn. Đấy, 267 150 luôn. Rồi, chạy nẹt lửa anh em nha. Đấy, chạy nẹt lửa 268. 70 luôn. Đấy. 268 70k luôn. Rồi cắt gạch anh em ơi. 269. Rồi con này chạy mà không có lưỡi. Đấy, 269 chạy mà không có lưỡi nè. Con này lưỡi 100V lưỡi 80, lưỡi 80 anh em nha. 1100W. Rồi, 269 200 luôn. Này bị hư cái đầu con rồi nè. Điều tốc có nè. Đó, điều tốc đảo chiều có luôn. Có bú luôn. Điều tóc đảo chiều có bú luôn, có đầu mở luôn, dây điện tay nắm có đầy đủ nha. Rồi con này đấy. 270. Anh em giờ thay cái đầu khôn nha. Cái đầu này thì em cũng bán nhiều lắm nhưng mà giờ hết rồi. 270. Rồi 130 luôn. Anh em về tự thay giúp em nha. Đấy, chạy thì ok rồi, có điều tóc đảo chiều luôn, Toshiba. Rồi con này kẹt luôn anh em ạ. À. Con này kẹt, con này không HR38 ha. HR3520 đục 17 ly. Đấy, HR3520. Rồi xác con này. 271. 271. 300 luôn. 271 300k luôn. Không chạy. Đi con, đi con.
bán cho chạy đi. Còn một chiều mà nó không chạy bán gì nữa. Còn một chiều không chạy bán cho chạy luôn. Có búa này nha, có liều tóc luôn. Có liều tóc nhưng mà nó mất luôn rồi, nó chạy một tua luôn rồi. Rồi cái đầu này giờ vệ sinh lại thêm anh em nha. Đấy, có búa bị đảo chiều. Rồi con này Hitachi 530W, dây điện hơi xấu một tí anh em nha. 272. Rồi con này 180k luôn, 272 180 luôn anh em nha. Mày 1300W gắn vô không chạy anh em ha. Hả? Anh em giờ nhà test xong rồi có lam bỏ vô con này cút lớn anh em. Con này cút lớn. Giờ có lam bỏ vô tháo ra dọn vệ sinh lại. Con này 1300W, hai mấy ký đó. Mã 273. Rồi 150 bao xíu anh em nha. Con này nặng lắm, cốt lớn mà. Đó, bỏ giờ bỏ cái lam vô dọn qua phát anh em ơi. 273 150 con này cắm cái tiền không chạy. Bỏ lắc móc cơ nóng anh em nha. Cái gì vậy? Máy khò anh em nha. Bao nóng luôn. Rồi lát nó co nóng có cái gì miếng miếng nhựa này. Rồi được rồi, lát đốt cơ anh em nha. Rồi không có dây điện. Rồi con này mấy thò mã 274 200k luôn. Rồi 274 200 anh em nha. Rồi 275. Em thấy bụi anh em nha, chứ không phải nó đốt khói đâu, bụi ấy. Đấy. Con này nó cái này đầu này có được không? Máy chạy. Máy chạy mà cái đầu này không chạy nên nha. Máy chạy nhưng cái đầu này không chạy. Con này nó nặng hơn không? Không, thôi coi. Đòn mét đó. 1m chẳng anh em nha. Rồi con này để cho anh em cái xác 200 luôn. Đó, 200k 275 200k. Ok chưa anh em ạ? 275 200. Đi luôn. Trên cái bông bốt này dây bao bao ngắn ngủng luôn anh em ơi. 100V 590W. Đó. Cốt vẫn xoay được nha. Công tắc bóp được luôn nè. Đấy, cốt xoay được, công tắc bóp được luôn. Rồi từ từ em. Con này nhiêu em? 276. Hả? 276. 276. Rồi con này để cho anh em 130k. Đấy. Anh em giờ tự dọn nha. Đấy, dây điện ngắn ngủng luôn à. Xác luôn em nha, 276 130. Xác luôn. Điều tóc nè. Đảo chiều. Hơi có lửa xíu nha. Đó. Kẹt than rồi. Đó, bóp nữa là nó bị dính than nó cháy anh em à, không bóp nữa. Đấy. Xác cho anh em luôn. Con này mã 277. Này tầm 300W á. Rồi 150 luôn anh em ơi. Đó. 150 xác con này anh em nha. Đảo chiều ok, đầu cổ ra vô bình thường. Rồi, con này xác. Hitachi 277 150 luôn. Rồi có lửa luôn anh em nha. Rồi, con này Makita khí 4.2A thì tầm còn 400W. Đó. Rồi con này 150 cho anh em luôn. 278. 278. 150 luôn. Đấy 278 150 luôn em. Biết rồi. Này không có than anh em ơi. Con này nó không có than anh em ơi. Rồi 279. Này mấy ký luôn. Rồi bán cho chai đi. Mày nhung nó nặng lắm.
test con vỏ cái miếng ở đây anh em nha. Con này nó test cái vỏ này đó, lưỡi 82 480W dây điện em nói nè. Này cái lưỡi này nó không mẻ nhưng phải chỉnh lại anh em nha. Đó. Nói chung là con này sát anh em giờ lấy phụ tùng nè. Vì test cái vỏ nè, anh em lại có cái vỏ lấy bỏ vô. Rồi con này đợi cho anh em 279. Rồi 200. 279 mấy thì chạy ok rồi anh em, nhưng mà bị test cái vỏ này nha. Đó, 279 200. Rồi con này đánh bột. Rồi con này chạy anh em ơi. Đó, cần nó hơi miếng tí xíu xíu thôi anh em về chỉnh luôn nha. Rồi con này 280. 80. Rồi 108 luôn anh em ơi. Đó, 280 180 luôn nha. Con này 280 180k luôn. Con không có dây điện luôn anh em nha. Makita 470W. Nó tốc nhanh tốc chậm luôn nha. Hơi có lửa xíu thôi. Tháo đầu ra. Tháo đầu ra coi thử nó có lắc không, cái đầu nó lắc chứ không phải là máy nó lắc. Rồi thôi rớt. Đầu nó hơi rơ anh em nha. Rồi con này đầu rơ luôn. Rồi có thêm con ốc này nữa. Rồi con này giờ anh em dọn lại luôn nha. Rồi con này đợi cho anh em 300 mã 281 300k gắn cái đó vô lại em. Đấy, 300 anh em nha. Con Makita 281 300. Rồi 282 gắn nha. Rồi điếc luôn. Hitachi. Rồi có dây điện anh em nha. Rồi điếc luôn. 282. Cốt quay được anh em nha. 100 luôn đó, 282 100k dành cho em nó luôn. Hitachi có dây điện không chạy anh em nha, sát luôn. 283. Rồi 283 ba cái thùng đây, một cái nè. Đấy, 1 2, có tay đàng hoàng anh em, giờ công chỉnh lại nha. Rồi, 3 cái có đinh không. Rồi bên này đinh rút river anh em nha, em xin lại nha, tại lâu lâu có máy rút river á, em bỏ vô để em rút này, lâu lắm rồi mất công đi mua thôi anh em ơi, có gì đâu. Đây cất em đinh rút river á, bữa nào có máy mình test đâu. Ok rồi, ba cái 180k bao ship cho anh em nha. 283 180 luôn, mã 283 ba cái thùng này. Rồi 284. Rồi đây, ok nha. Rồi 284. Rồi hai cái này. Hai em này thì 150 anh em. 284 150k nha. Rồi ok đi luôn. 284 150 luôn. Mũi con 2 3 cái mũi con gỗ. 1 2 3 4 4 cái mũi con này. Đấy. 4 cái mũi con này không bê tông. Con sắt. Con này 2 cái không bê tông. Đấy. Rồi. Một cái ổ mở. Rồi. Con này 150 anh em nha. 255. Ra kia. Rồi 150k luôn, 285 150 luôn. Rồi con này 286 Toshiba. Dây đi luôn em, dây đi luôn. Rồi con này con Toshiba. Sản xuất tại Trung Quốc anh em ha, làm 300 này. Rồi con này
giờ đấu cộng điện vô là vệ sinh là quốc thôi anh em ơi, máy chạy ok rồi đó. 286 rồi, 200k luôn. 286 200 nha. Rồi con này 287, con này bị an binh nè, hai con luôn. QH900. Rồi hai con cua kiếm nè bị an binh nè, lấy xác thôi nè, con hai con. Rồi hai con này để cho anh em nè, đó. Có điều tóc nhưng mà nó bị ăn binh nè. Giờ lấy phụ tùng thôi anh em nha. 287. 287. Rồi cặp này 250 luôn. 250k bao ship cho anh em 287 250 luôn. Rồi con QB. Rồi. Chảy dây. Cắt lẹt rồi. Rồi 288. Cái này anh em về lấy phụ tùng nha, xác luôn. Rồi 80. Đấy, dây điện có đầy đủ. Xác anh em ha. Lấy phụ tùng, hoặc anh em tháo ra anh em dọn kiểm tra thử nó bị cái gì nữa. 288 luôn. Mấy cái này dùng nha, không chín coi. Con này. Này hai cục luôn anh em nha. Này lấy xác thôi. Này công tắc bật được nè, M12, này cũng M12. Cốt xoay được anh em à, thì cái con này ok dọn được nè. Đấy. An cổ ok nha, một con nè. Thì con này bị thiếu một cái tay bên này. Đây lấy cái tay này bỏ qua anh em. Hai con cặp nè. Cái hai con này dọn được con á. Đây cốt này bị thiếu, cái nào thiếu thì mình bù đó. Rồi hai con này 5 xị anh em đó. Hai con xác luôn em nha, hai con 5 xị anh em về tự dọn nha. 289. Rồi 500k hai con. Rồi 290. Cầm này nó hơi cong tí xíu anh em nha. Đó, cầm này con này hơi cong một tí xíu này. Đó, hơi cong tí xíu. Rồi con này 200. 290. Rồi 200k luôn. Rồi 291. Một chiều anh em nha. Dây điện ok này, 291 rồi 150 luôn. Nó có một chiều thôi. 291 150 luôn. Anh điện 220 hả? Đúng rồi, điện 220 mà. Con điện 220 dính hai con 220V nè. Madin ghép 50 hàng Đức anh em nha, 220 620W. Hai chức năng. Đấy. Em đang gắm điện 110 nè anh em. Đấy. Gắm điện 110 nha, đảo chiều nó hơi cứng nè. Đảo chiều nó còn chạy có một chiều thôi, đó, đảo chiều hơi cứng. Đó, được rồi nè. Đó. Em gắm điện 110 cho nên chạy hơi yếu. Bóp rin anh em nha, này nè 240 nè, Madin ghép 50 đàng hoàng anh em nha, 620W, có đảo chiều có điều tóc. Đấy. Rồi 600 anh em nha. 292. Rồi, đây cái nút đảo chiều bị hư nha, nghe đang miếng. Rồi 292 550 thôi. 292 điện rin anh em nha, không phải lên điện đâu, đó hai chức năng, 550, 292 550 điện rin 220 á. Điếc luôn, gắm lên điện nè, điếc anh em, gắm lên điện điếc luôn. Đó. Rồi ok được rồi, lấy cái con này, con này được con nó 3,5 kg luôn hả? Rồi con này để anh em 293 150 luôn đi, đó nặng lắm anh em nha, cái cần nó hơi bị ok luôn nè, đó
rồi 293, 150 cho anh em về dọn luôn. Con này có lưỡi nè. Rồi chạy ok nha. Đấy, có đồ kẹp lưỡi đầy đủ đây. Nhấn vô. Đó, là tháo nó ra anh em nha, rồi đưa vô lại. Rồi. Con này giờ đấu còn gì điện vô 200k anh em nha. 294. 294. 200 luôn. 294 200k. Đấy. Rồi 295. Rồi điếc luôn rồi. Đè vô nó mới chạy nè. Đó nè, da không chạy nha, lỏng thang nè. Đó. Rồi sát luôn em nha, đới nhôm. Con này lưỡi xấu lắm nha. Đấy. Đới nhôm. Rồi đổi cho anh em 108 bao ship là anh em về lấy về dọn nha. Đó, con Hitachi 1050W. Lưỡi 190. Đấy, đới nhôm. Em bán sát luôn em nha. Đấy. Dây điện có. Đấy, không có dọn đâu nè. 295. 108. Đới nhôm nè. Rồi ok đi luôn. Con này cũng nhẹ lưỡi thang luôn anh em ơi. Đó, chạy cái thôi, bị kẹt thang đây nè. Có điều tóc ngay đây, con này máy thổi. Rồi sát luôn. 296. 296, rồi con này đợi cho anh em 100k. Đấy. 100 nha. Rồi điếc luôn rồi. Con này có dây điện nè, đó. Con này của Ruby, có dây điện, gõ cho em. Rồi 100 luôn. 297. 100 luôn anh em nha, 297 100. Không có lưỡi anh em nha. Điện 100V 900W. Đấy. 298, con này 250 nha. Rồi 298 250 luôn, đi luôn em. Con bù lông này điếc rồi. Tức ngắt luôn rồi. Chạy nè. Chạy chạy chạy. Đưa đưa cái kìm đi. Có kìm. Bẻ này quan phát là chạy rồi. Máy chạy rồi. Nhưng mà bẻ này là cái là chạy rồi. Đó. Đó. Bẻ ra cái là nó sẽ chạy. Đấy. Ok. Đấy. Bị kẹt nó vô nè. Điện hư đảo chiều rồi. Rồi nè, được. Được rồi nè. Đó. Đồng 1/2 anh em nha. Con này rồi 250 đem về dọn lại giúp em ha. Xác luôn. 299. 299. Để vô. 250k luôn. 299 250 luôn nha. Rồi con này lưỡi. Con này lưỡi 4/6 đây anh em. Lưỡi 4/6 nha. Hơi mẻ tí. Hơi mẻ tí ngay góc cạnh ngay đây. Đấy, mẻ xíu xíu thôi. Cảm gì nha. Rồi, con này 450 anh em nha, không có dây. Đó, 450k dành cho em nó luôn, lưỡi 4/6 nha. Con này đời Hitachi. Đó, có thắng. Mã 300. Giá của em nó là 450k luôn. Đó, 450 luôn, mã 300 giá 450 nha. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Con này đầu đầu ông bố nội anh em ơi. Đó, 16 ly luôn. Đó, bao to luôn nè. Toshiba. Đấy. Rồi, con này đợi cho anh em Toshiba 450 đầu 16 nha. 301 450k. Đấy, 301 450 bao ship anh em ơi. Về dọn vệ sinh qua phát là quốc luôn em ơi. Hàng đây em chưa có cái rồi đầu này thì đầu 13 anh em. Đó, đầu 13. Thì con này có điều tóc chạy ok luôn. Rồi 180 anh em ơi. Đập phong một chiều có điều tóc thôi. 302. 302. 180 anh em nha. Rồi 302 180. Lấy mấy con rút lõi bự bự em. Này bán mấy nhỏ rồi.
hơi có lửa xíu nha, hơi có lửa xíu nha. Lại con này như thiếu một con tán hay sao á, nó còn con ốc thôi. Rồi con này lưỡi 80, đợi cho anh em 170 đi. 303 170k nha. 303 170 đấy. Rồi lưỡi chút xíu siêu thôi anh em. Rồi con này 4A 100V. Nó 4A thì tầm khoảng 380W anh em ạ. Giờ vệ sinh thêm. Đó. Cái này hơi tép tép miếng ở đây, nhỏ xíu siêu thôi. Rồi đợi cho anh em con này 207 nè. Bao nhiêu ta? 304. 207. Nãy 304 207 anh em nha. Phay 6 ly. Con này xài điện hay xài bình? Này xài điện hay xài bình nha cô? Này biết nó xài bình nó quy sao anh em nha, em nhắn một cái một thôi. Đấy, rồi em bán sát luôn cho anh em luôn nè. Đó. Rồi 350 nè. Con này là con hút xăng. Đấy. 305. Tại vì con này á, nếu mà nó xài bình á thì em nhắn một cái này đó thì còn hơi xui thôi anh em ơi. Em cũng không có biết được. Đấy. Không dám gắm nhanh đâu, gắm riết đâu, riết là xe cháy. Đấy, đây là con này thì nhá cái anh em cũng biết rồi, xài bình hay là xài điện, nó xài bình á. Xài bình ắc quy anh em ơi. Đấy, rồi cái đầu này đầu bơm xăng nè. Anh em thầy thợ nhìn phát biết nha. Đấy. Rồi. 350 cho anh em luôn, 305 350 bao ship cho anh em nha. Rồi con này thì con điện 100V hàng của Husky. Nặng 14 kg. Biết nặng lắm. Cộng lòng nó chà bá luôn, nhét vô lỗ nhét vừa luôn nè. Thêm đây. Bóp vô cái nó chạy nè. Đấy rồi. Sát luôn cho anh em luôn nha, con này nặng 14 kg. 306. Rồi con này 700k cho anh em về dọn nha. Con này to lắm nè, từ 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 em. Rút lỗi bê tông bao to cho anh em luôn, 46 nè. Này 28 nè. Đó, rồi giờ dọn lên anh đo kìa. Này thì nó là 55 anh em nha. Đó, 55. Này thì 60, đó, 6 cm. 55 là 6 cm. Rồi, rồi, ok, ok. Em mình bấm đúng lại anh em rồi. Rồi, tiếp tục đi nè. Một con rút lõi bê tông tiếp anh em nha. Thì con này nó cũng có tay đâu nè. Này, đo trước đi em ơi. Cái này nó 56 nè. 56 từ đây qua đây là 21 nè. Đó. Rút lõi bê tông anh em nha. Chạy đủ tua rồi đó. Đây, ok luôn. Hàng Shibura. Lấy cái tôi vít dặn nè. Nãy làm lần, dặn xuống. Làm lần có kinh nghiệm rồi mà. Đấy. Rồi, con này 1 triệu mốt anh em ơi. 1 triệu 100k nha, Shibura. Đó, mã 307. 307, 1 triệu 100. Rồi, ok luôn. 307, 1 triệu 100. Rồi, con này hàng của Husky luôn. Rồi. Con này ok, không có chân anh em nha. Đó, con này chạy ok nhưng mà nó không có chân. Em đo. Con này nó 100V 1780W. Này tổng chiều dài là 42 nè. Ngang thì 24 nè. Em này thì 5 cm nè. Rồi con này 5 vuông anh em ơi. Con này 5 vuông. Rồi Husky. 308.
Rồi 308 con này 850 anh em ơi, chạy ok nè. 850 còn một tay thôi, không có chân. Đó. Còn chân đâu cũng bao nhiêu dữ ơi. Cút lỗi đâu này. Trăm quân. Trăm quân. Rồi này lên xuống được anh em nha. Con này lên xuống được nè. Có tay á, tại có tay dặn vô cái. Có chút xíu xíu lửa không còn dọn anh em nha, máy thang thì bắt buộc nó phải có một chút xíu đó. Đó. Lên xuống được luôn. Đó. Đó, lên xuống nhẹ được rồi. Được rồi em ơi. Nữa thôi. Rồi cái này 57 anh em nha. Mai đi. 57. Đấy. 57 còn cái này thì qua tới đây thì 30 nè. Đó 57 30. Đấy, 57 30. Rồi, con này để cho anh em không có cọng dây đâu anh em ơi. Đấy. Rồi mã 309 309 1.200.000 đấy. Bọn cây cây 57 đúng rồi. Rồi ok được rồi. Rồi từ từ còn con nào nữa. Rồi bú đây anh em, từ từ. Đây. Buộc mấy cái bú này cho anh em dời xài nha. Đó 1 2. Bú này nó bị gãy một đầu ngay đây anh em ạ. 1 2 3 4 5. Rồi 5 cây lần anh em ơi. Đây nè anh em. Đầu này ok nha, cây này là ok nhất nè. Một cây nè. Đấy, cây ok nhất nè. Đó, 1. Nhỏ anh em nè, 2. Này đầu nhọn, 3. Này cây này hơi xấu. Đó, 4. Cây này cũng hơi tà tà anh em ơi, 5 cây rồi, 5 cây 100k anh em nha. Đó, rồi. 310. 310. Rồi 100. Rồi 5 cây 100. Đó. Rồi, mấy cái này, 4 cây này 100 luôn em. Đây. Đây. Đây một cái bú vuông này anh em nha, một cây vuông nè. Cây này ok luôn em nha, cây này ok luôn á. Này bú bi nhỏ. Một xíu à, 2. Đây, 3. Cây này cũng ok luôn, 4 cây. Rồi, 4 cây 100. Mã nhiêu ta? 311. 311. Rồi 100. 311 100 anh em dùng đơn đi anh em ơi. Đây 311 100. Đó. Đây một bú bi lớn, một cây này. Và một cây cây đây. Đấy, rồi ba cây này thì 100 anh em nha, tại bú bi này nó mắc anh em nha. Bú bi này nó nặng hơn. Nó mắc. Đấy, một cây bú bi nè. Đó, cây này. Đó, ok nha. Còn cây này thì nó cái này nó có răng luôn rồi. Nó có răng khứa nè. Rồi ba cây sỉ. Đấy, có ba cây sỉ anh em nha. 312. 312. 100 luôn đó, 312 100k. Đó, ok đi luôn em. Rồi bú này một cây, hai cây này đây. Cây này hơi xấu cái đầu này anh em nha, đầu này còn ok, cái đầu này xấu nha. Rồi, đấy, bình thường cây này đã 100.000 cây anh em, nặng ký mấy 2 kg nè. Rồi 313. 3. Cặp này thì 150 anh em nha, bao ship nè. Đó, 1313. 150 luôn. Đấy. 1 2 ba cây. Đấy, ba cây này thì một sỉ luôn. Đâu? Hai cây thôi anh em ơi. Tại hai cái bốn cây này bú bi với lại cây này cây hàng của Đốc Ghi nè. Hàng ok nha. Đấy, hai cây, một sỉ. 314. 314. 100 luôn. Đấy. Một cái bú bi đây. Đấy, bú bi này nó hơi tà tà thôi. Đó, nó hơi tà tà tí xíu thôi. Nhưng cây này thì Đốc Ghi nè anh em nha. Đó, cây này rất ok luôn. Rồi 314 100k luôn. Thêm lô nữa đi anh em ơi. Đó, 315. Rồi, lô cuối cùng 5 cây. 5 cây này một sỉ anh em ơi. Đó, cái đầu nó cũng nhiều cái nó hơi méo méo anh em nha. Đó, cứ 20.000 cây này anh em, 5 cây. Anh em nhìn nè. Thấy không? 315. Còn hết cái rổ là mở lên bao nhiêu ký luôn em. Còn hết lên một lần luôn. Đó. 315 ký. Rồi, ok, bỏ xuống đó. Này 5 cây này nha, 100.000 anh em nha, 5 cây 100.
nhiêu ta? 315. 315 100 đấy. 315 100k. Đây em mua em bán giờ anh em giờ bán lại nha, vừa xin bán lại nha, chứ không phải em bán giờ anh em xài đâu nha. Anh em giờ xài như đây. Rồi. Nhìn gì có bú này nữa. Rồi, từ từ coi, đổ nó hết ra một lần đi. Đổ hết đây. Rồi, em đếm từng cây nha. Đó. Từ phân loại cho em, cây nhỏ nè. 3 4 cái này đây nè, Lotter Fit Verura đồ đầy đủ anh em nha, hút xô anh em nha. Đấy. Vệ sinh là hết anh em, không có cái nào mà coi như là không có cái nào lăn được luôn anh em nha. Nó là như vậy luôn. Đấy. Không có cái nào lăn được hết á. Rồi 5 cây 2 4 5 5 6 7. Đó là size 5 cây size 150. Là phải không? Size nhiêu đây? Đúng rồi, size 150. 5 cây size 150 anh em nha. Đó. Có cái hư cái nên thì em hút đại anh em nha. Đó. Đây là size 200. Bao nhiêu cây? Em biết nhớ nha em nha. 1 2 3 4 5 10. 10 từ từ em. Nặng. Đấy, 10 cây. Đấy, đủ loại hiệu, đủ gì cái top hit đồ của giờ Ford Ranger gì có đầy đủ anh em à. Đó. Rồi size 200 là 10. Nắm này là 10 cây anh em nha, là tổng cộng là 15 cây vô rổ rồi nha. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 là 5 với 5 là 10. Rồi đây là size 200. Đấy, cứng cho nó cứng hết tiền em ơi. Đó. Rồi là 25 cây rồi. Đó, đây size 200 tiếp anh em nha. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cây. Đấy. 5 cây là này, này là 30 cây là tổng cộng nó là 30 cây hai size 200. Đấy. Rồi 31 cây size 200. 5 cây size 150. Đó là tổng cộng là 36 cây rồi anh em nha. Đấy, đây, tổng cộng 36 cây. 36. Này 10 mấy cây? 1, này size 250. Đó, 1 2. Này nhân mai đây 3. Đó. Giờ vệ sinh lại anh em. 4 5 6 7 8. 8 cây size 250 là 36 44. 44 cây anh em nha. 44. Đó. 44 cây. Rồi đây là 44 45 46. Đấy, hai cây này hai cái bú nãy con chung mà anh em. Đó, 46 hai cái bú này bao đẹp luôn nè. Đấy, 46 là đúng không? 46 47 48 49 50 51 52. Rồi tổng cộng 52 cây thì mà lớp 300 này hơi xấu anh em nha. Mà lớp 300 này có cây này hơi xấu nè. Đó. Đó, ra vô cũng được nè. Rồi. Rồi, nãy 16 cái hả? Tổng cộng 52 cây. Rồi, 52 cây anh em nha. Rồi, 52 cây này để cho anh em 1 triệu bao ship cho anh em nha. 316. Rồi 1 triệu tính ra là nó là 20.000 cây bao chưa tính phí ship anh em. Đó, nó còn có mười mấy ngàn cây xô anh em nha. Đấy, giờ anh em vô vệ sinh giờ bán lại. Đấy. Rồi 316, 1 triệu một rổ anh em. Rồi đi luôn em. Một cái rổ bú này em ơi. Mở răng à, mở lớp răng lại xà beng nha. Đó, mở lớp răng lại xà beng nha, quốc ơi. Đây 4 cây mở lớp răng anh em nha. Đây. 4 cây mở lớp răng. Đấy thì cái này nó hơi cứng nhìn nó hơi cũ rồi anh em, giờ là đánh bóng vệ sinh lại nha, răng cổ thì ok nè. Đấy, một cây. Cái này size nhiều ta, đò chà nó cho nó nhanh. Rồi cái này size hàng của hit anh em nha. Sao đo ra nó 50 vậy? Hình như size 450 sao á. Đây anh em đo từ đây, anh dặn vô hết rồi. Đo từ cái mép này thôi. Đấy. Từ cái mép này qua tới đây 50 anh em nha. Đó, đây. 50 nè. Này 50 nè. Này 37 nè. Này 37 nè. 38 kệ nó nha. Đấy. 1 2 3 4. 4 cây size lớn anh em nha. Rồi để cho anh em 4 cây này, cây này Mitsubishi. Này HIT hit nè.
này nó to gì đây. Đó, nhìn hơi cũ cũ thôi anh em nha. Rồi, bốn cây này để cho anh em 550 nha. Anh em. 317 550k. Đó, răng cổ ok luôn anh em, chứ còn vừa vừa xin này là quốc con xài bèo 10 kg 10 đấy. Rồi ok xuống luôn em. Rồi lô xài bèo em 10 kg này anh em. Đó. 10 kg xài bèo nha. 10 kg xài bèo. Bao nhiêu? 11 hả? Rồi xài bèo. 6 cây. Coi cái coi cây nào mỉa ra không. Đó, một cây nó là 90 nè. Rồi một cây dài nhất 90. Một cây 90, một cây 88 rồi. Một cây 63. Rồi một cây 59. Một cây 89. Cây nhỏ nhất là 546. Rồi đây nè. Đây một. Đó. Này xà beng. Rồi 2 4 6 cây. 6 cây này. Rồi để cho anh em lô này 450k anh em nha, 450 luôn. Nhiêu em? 318. 450 rồi, ok đi luôn em. Bữa nay bạn ba cục hay một cục vậy? Ba cục ngon đồng luôn em. Rồi, một cục đi rồi. Rồi đây, ba cục một lần luôn em. Đó. Đó. Rồi. Ba cục 5 sỉ. 3 10 39. Rồi 500k. Ba cục 5 sỉ anh em. Đây. Ba cục này 10 nhiêu ký nó? 11 kg. 11 kg. Đấy, ba cục 11 kg. 319 đầu ok anh em nha. Rồi 500k, ba cục em không bán lẻ này mà bán lẻ giá khác anh em nha. Không có bán thứ hai hả? Rồi tổng tổng cây xà gồ đây nè, đó xà gồ xà beng đầy đủ 12 kg, 2 4 6 8 10. Rồi 10 cây lớn nhỏ to có đầy đủ 12 hả? 320 rồi 320. Rồi cái này 500k đấy, 12 đấy, tổng cộng 500 anh em nha. 2 4 6 8 10. Rồi 10 cây hàng bao ship rồi anh em nha. Đó, hàng ba đi là bao ship rồi. 320 500. Bao nhiêu bí nữa? 11. Rồi cái này 3 6 9 10 cây luôn, tổng cộng 10 cây luôn em, cũng là 11 ký luôn. Đây cây xà beng đó, đủ loại. Cái cây này hơi xấu nha. Rồi cái lô này 450 nè nha. Mã 321 450k. Rồi 321 450 luôn. Đấy 321 450 nè. Là bao ship sao được em, sao em được rồi, đỡ bán lẻ nha em ơi. Bán hết rồi lấy vô. Được rồi. Hả? À, được rồi. Lấy lô khác, lấy lô khác. Con không? Đợi lấy một lô bú nha. Lô bú đây. Bỏ hết lên cái con một lần một rổ này luôn em, bỏ hết lên một rổ một luôn, cho một mã một luôn anh em, được được là ăn luôn đấy. Rồi 27 kg. 27 kg. Rồi một rổ luôn anh em nha. Đây nè, từ từ quay cái cam xa xa lại chút em. Rồi một rổ cuối cùng đổ hết ra. Ôi rồi ơi, làm một phát một luôn em nha. Nãy giờ em hốt ra làm bán lẻ là 3 cây chặt luôn rồi đó. Này có cái gì? Bú như cái đè anh em. Bú này đồng. Bú này nó có đầu cao su nữa. Rồi tính tính cây nha. Nãy như cái hôm 6 không? 2 là cây này xấu quá bỏ đi em ơi. Bỏ lại. Này gãy rồi bỏ lại để tao bỏ ký cọc. Trừ lại. Rồi ok nha, em đếm từng cây cây anh em nhìn nha. Đó có cây 6 cây đẹp anh em. Đó, đá là sỉ rồi là em hút là xô anh em nha. Có cây 6 cây đẹp anh em về vệ sinh làm lại nha. Đấy. 3 cây nè, 1 2 3. 3. Đó. 4 5 6. Đấy, 6 cây nè. Đầu hơi méo méo tí nha, 6. 7 8 9. Đấy. 9 cây. 12
Đấy, cái bố này hơi xấu nè. Hai cây đây ok nè, có đầu này hơi xấu nè. Đó, 12 13 14 15 là bố bi nè anh em nha. Đấy, cả ba cây đây ok nè. Đầu hơi méo một tí. Đấy. 15 16 17 18 này. 18 19 20 21 22. Đây. 22 23 24 25 26 27. Đấy, bố này nó có hộp kim luôn sao nha. 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Đấy. 35 cây tổng cộng anh em nha. Đấy. Đủ loại búa anh em, 35 nha. 36 37 38 39 40 41. Đấy, 41. 42 43 44 45. Này hơi xấu nè. Đấy. 45. 46 47 44 48 49 50 51 52. Số đẹp luôn. 52 cục anh em nha, tổng cộng 52 cục. 25 kg. 25 kg. 55 cục. 52 cục anh em nha. 52 cục rồi, cái rổ này để em nhân lại. Rồi 1.300.000. Đó. 322. 1.300.000. Đó, nó có bu lớn rồi, nó nặng lắm anh em nha. Đấy, rồi ok luôn. Rồi. 1.300.000 bao ship cho anh em nha. Đấy. Rồi, mã 322 1.300.000. Rồi kết thúc chương trình chiều ngày hôm nay luôn anh em ơi. Đấy. Rồi. Đấy, rồi ok, em xin kết thúc video đây. Chào tất cả anh em ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai nha.